này ha, trời tiếc cả đời luôn này, cái là về tái tạo nè, rồi cũng không hết là tái tạo không, thì lúc đầu đẹp thì cái từ từ gộp đầu không có xài kem á, và mình xài hoài vậy đó, mình bỏ cái tái tạo đúng không, mình xài từ 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 cái đập nó dài nó không hết thì nắng ăn nắng lắm. Còn mà xài cô gái núi này nó thiên nhiên nhưng mà chỗ chỗ cho thấy nám cho đây nha, mà nám ơi vòng vòng nó mụn ha, tao nói chứ ghê lắm, cái mặt ghê lắm, từ hồi mà xài của cô gái núi một tháng chỗ chỗ nó trắng nè, rồi nó mịn là thấy là mụn nó lòi ra luôn đó, là nám thấy nó mờ luôn, thật sự đi đám mà bữa nay đám ăn khen cho trời, là bắt đầu đi đám đám tiệc đám gì đó, chỗ chỗ sao bữa nay sao sao bà thấy cái mặt bà bữa nay đẹp chứ gì, bà ăn gì vậy, tôi đâu ăn gì đâu, tôi xài của cô gái núi cái đâu ăn gì đâu. Vậy hả, nó bà mua cũng xài của vợ đẹp á, vợ đẹp nó bán trời luôn, tôi đâu tin đâu, lần đầu tiên tôi xài thử bộ tôi đều lại nó mất tiền, nhưng mà một bộ sản phẩm của nó tới triệu mấy rồi, mà bây giờ mình xài mình đều đã xài lại đi, mình nếu lỡ nó hết đâu hay là hết cái mẹ giờ xài thử rồi sao, chứ bây giờ mình xài tùm lum hết trơn biết xài gì, bây giờ cuối cùng nó bắt đầu đó ha, nó thôi bán được bán cho chị họ một bộ sản phẩm đi xài thử rồi sao, nó bắt đầu về xài mùi má hơn mới có 10 ngày thôi nghe, mà cái mặt nó tao đẹp nó nhìn cho nó mới mua hoài không tiếc tiền luôn á, mua hoài luôn, vì cuối cùng mình xài đi có mặt là đi đắng ăn khen cho trời, mình mà đẹp không có ai khen là thấy mình tự tin liền á, thấy là hấp dẫn luôn á. Ngày nay bắt đầu đi đám lên sinh nhật đó nè, rồi đi đám cưới nè, ai khen nó trời trời, bà đây cái này có mặt cho bà đẹp như vậy, bà xài gì má ơi, tôi xài gì, tôi xài cô gái núi chứ có xài gì đâu, mà cô gái núi đẹp tuyệt vời, ông nhận tôi xài chỉ có 10 ngày 7 ngày 2 ngày thôi là cái mặt tôi mồ nám các bạn nghe, mụn nó đẩy ra cho mình ha, tôi nói nó xài cái mặt là muốn xài liền, mặt tiền cỡ nào cũng không xài hoài luôn, mà thấy nó đẹp là cứ xài à, mà đi ra nắng con cái nha, mà ra nắng không ăn thì là tôi nguyên cả ngày nay đi tiếp đám cưới nè, đám giỗ mà không ăn nắng mặt rồi đó, tại vì có xài kem chống nắng thì sức của cô gái núi á, mà xài hoài luôn nha, mà sáng mà chiếc kem chiếc khi cơm chiếc kem lên sức miếng cơ mà chống nắng của cô gái núi đầu cái rồi đó, bà tiếp từ